đấy là trong trận đấu rất căng thẳng, bọn em nếu mà thắng trận đấy chắc chắn sẽ vé chắc chắn vào vòng chung kết ở Tây Ninh. Thì lúc đấy bọn em mới dẫn ghi bàn trước và rồi em trong đầu hiệp một cuối hiệp một và đầu hiệp hai đã thủng lưới hai bàn liên tiếp rồi, nên bọn em cũng rất gọi là căng thẳng, nên khi bạn đội em mà lên ghi bàn thì em không nghĩ đến chuyện gì, em không mừng quá khích thì em cũng nghĩ một phần do em, tại vì không nên làm thế. Sau đấy thì lúc bạn em chào bên huấn luyện viên Thanh Hóa thì cũng hết sạch thầy huấn luyện viên thầy Hồng Minh, thì thầy đấy chắc là em vì em nghĩ thế thì thầy ấy cũng có giận em, thế mới chỉ tay mặt em thì nói mày có tin tao về hồ sơ đâm cắt gân mày không, thì chắc lúc ấy thì thầy không giữ bình tĩnh nên thầy mới nói vậy. Thì em cũng không nghĩ là thầy ấy nói những cái em có biết là khi mà thời điểm của đội U15 Việt Nam tập trung và là em mà có tên trong danh sách khá nhiều người đã gọi họ đã phần là có nên cân nhắc cái chuyện cho cầu thủ ở thì lúc đấy em có biết chuyện đó không, phải nghĩ thế nào? Rất lo sợ em nghĩ cái vụ kia em không được gọi lên đội U16, nhưng mà sau khi được nghe thông báo từ huấn luyện viên của em thì em rất bất ngờ, rất vui sướng.